Xin chào các bạn. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa điểm tham quan du lịch mà chúng ta không thể bỏ qua, đó chính là địa đạo Củ Chi. Cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km về phía tây bắc, địa đạo Củ Chi tọa lạc tại đường tỉnh lộ 15, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Du lịch địa đạo Củ Chi là một trải nghiệm khám phá mê cung dưới lòng đất, một trong những di tích nổi tiếng cấp quốc gia tại Sài Gòn. Địa điểm này mang đến cho bạn trải nghiệm thú vị trong hành trình du lịch tại thành phố mang tên Bác. Địa đạo Củ Chi không chỉ là điểm đến có giá trị về lịch sử, văn hóa, mà còn là điểm du lịch hấp dẫn gắn liền với những công trình quân sự nổi tiếng tại Việt Nam. Khám phá địa đạo Củ Chi sẽ giúp bạn và gia đình có một chuyến đi đầy trải nghiệm và ý nghĩa. Địa đạo Củ Chi là một trong những địa điểm du lịch Củ Chi nổi tiếng, được nhiều du khách biết đến. Địa đạo Củ Chi có tổng chiều dài lên tới 250 km, có 3 tầng sâu khác nhau, tầng cao nhất cách mặt đất khoảng 3 mét, tầng giữa cách mặt đất 6 mét và tầng sâu nhất cách tới 12 mét. Đây là một trong 6 công trình nhân tạo nổi tiếng trên thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, khu du lịch địa đạo Củ Chi cũng lọt vào top 7 điểm đến kỳ lạ nhất tại Đông Nam Á. Làng tại đây đều có một hầm căn cứ riêng. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại, vì vậy, họ đã kết nối với nhau để tạo nên một hệ thống liên hoàn. Công trình địa đạo Củ Chi hiện nay nối liền 6 xã phía bắc của địa đạo Củ Chi. Từ công trình này, quân sự có thể dễ dàng liên lạc, che giấu lực lượng, họp bàn những kế hoạch cách mạng. Lịch sử địa đạo Củ Chi gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn năm 1946 đến năm 1948. Công trình được thực hiện bởi quân và dân xã Tân Phú Trung và xã Phước Vĩnh An nhằm làm ấp, cất giữ vũ khí, quân tư trang. Công trình địa đạo Củ Chi này được phát triển ra thành nhiều nhánh, thông với nhau. Phía trên của công trình này còn được trang bị rất nhiều hố đinh, hầm trông, bãi mìn, phục vụ cho công cuộc chiến đấu của quân và dân ta. Địa đạo Củ Chi dài hàng trăm km trong lòng đất, chống được bom hạng nặng. Đến địa đạo Củ Chi, du khách có thể chiêm ngưỡng những đoạn đường hầm nơi quân và dân ta hoạt động trong thời kỳ chiến tranh. Những đường hầm nằm sâu dưới lòng đất, khu hầm địa đạo Củ Chi chính là điểm tham quan chính của chuyến du lịch Củ Chi,
Du khách đến đây đều khó có thể bỏ qua địa điểm mang đậm ý nghĩa lịch sử này. Đến đây bạn có thể tham quan những đoạn đường hầm mà quân ta đã trú ngụ, hoạt động trong suốt những năm chiến tranh chống địch. Các bạn được trải nghiệm chui hầm bên trong thực địa, tận mắt nhìn thấy nơi ăn ở, sinh hoạt và cả sự khôn khéo trong cách xây dựng hầm. Hệ thống địa đạo Củ Chi với nhiều đường hầm tỏa đi nhiều hướng khác nhau trong thành phố Hồ Chí Minh, lên tận Bến Cát, Bình Dương. Địa đạo Củ Chi là một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng. Ý nghĩa của địa đạo Củ Chi còn gắn liền với lịch sử và chiến tranh. Đến với địa điểm này, bạn nên trải nghiệm, khám phá khu tái hiện vùng chiến tranh. Muốn tham quan địa đạo Củ Chi, bạn có thể đến đây vào bất cứ ngày nào trong tuần. Địa đạo Củ Chi mở cửa mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Về giá vé, địa đạo Củ Chi có các mức giá vé khác nhau dành cho các đối tượng du khách khác nhau. Giá vé tham quan khu du tích địa đạo Củ Chi: người lớn 35.000 đồng một lượt, trẻ em từ 7 đến 16 tuổi 15.000 đồng một lượt, người khuyết tật, con thương binh, người có công với cách mạng miễn phí khi vào địa đạo Củ Chi, trẻ em dưới 7 tuổi cũng được miễn phí khi tham quan địa đạo Củ Chi. Khu du tích lịch sử địa đạo Củ Chi gồm địa đạo Bến Dược, căn cứ khu ủy Sài Gòn Gia Định và địa đạo Bến Đình. Sau hơn 40 năm, nơi đây trở thành địa danh lịch sử thu hút du khách. Trường hợp bạn muốn ghé thăm cả khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi, cần mua thêm một vé riêng với giá khoảng 40.000 đồng một người. Đến đây chúng ta có thể thấy rằng địa đạo Củ Chi ra đời mang một ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong hoạt động chiến đấu, công tác đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng ven Sài Gòn Chợ Lớn. Địa đạo Củ Chi là một kỳ quan về nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của con người vùng đất thép. Mọi người đã từng đi tham quan địa đạo Củ Chi chưa? Nếu chưa, hãy đến ngay đi, sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đó. Chúc các bạn có một chuyến du lịch tham quan vui vẻ, đầy lý thú ở địa đạo Củ Chi. Đừng quên giới thiệu địa đạo Củ Chi cho các du khách và bạn bè quốc tế biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.